Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là Miên Rico đây. Thì sau những ngày vắng bóng, công việc nó bận rộn thì bây giờ nó đã thư thả rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để xử lý một cái lỗi trên cái dòng máy Rico. Thì trên cái dòng máy Rico đó, thì bỗng nhiên đang chạy thì nó sẽ xuất hiện một cái lỗi. Đó. Thì nói chung là các bạn sẽ chạy dịch vụ, trước sau gì các bạn sẽ cũng gặp cái trường hợp như như vậy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn để sau này các bạn lỡ có gặp trục trặc như thế thì các bạn sẽ xử lý không có lo ngại. Thì cái kênh YouTube mình vẫn đang mở cái tham gia hội viên, bạn nào đăng ký tham gia thì đăng ký vào nhé. Đó, mời các bạn theo dõi nè. Đây, cái dòng máy Rico, tất cả các dòng máy Rico luôn, 750, 801 các bạn đều giống nhau. Thì nó đang chạy, nó reset, nó đang chạy thì bỗng nhiên nó reset, nó hiện một cái bảng thông báo reset. Thì sau khi chúng ta bấm reset xong thì nó sẽ khởi động lại và nó chạy bình thường, nhưng chúng ta phải vào cái mã code 7403 và tiếp tục bấm vào cái mục số 2 để xem thử cái lỗi nó là lỗi nào. Vì khi nó hiển thị reset trên cái dòng máy Rico, hiển thị cái chữ reset đó, thì máy nó sẽ không thông báo cái mã số của cái lỗi đó. Thì chúng ta phải vào cái mã code 7403 nhé, và mục số 2 để kiểm tra xem cái lỗi đó là lỗi như thế nào và chúng ta sẽ xử lý. Thì đối với cái lỗi đó, nó sẽ xuất hiện là XC 350 đó, các bạn nhìn thấy không? 350 này, đây là cái lỗi XC 350 reset trên dòng máy Rico đó. Thì nó sẽ không báo lỗi, nhưng mà chúng ta sẽ vào mã code để xem cái lỗi đó. Thì đây, XC350. Thì để xử lý cái lỗi XC350 như thế nào thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để xử lý, không có gì phải ấy cả, sợ sệt cả, chỉ cần tháo máy vào vệ sinh kiểm tra và sẽ hướng dẫn cho các bạn xem cái lỗi nó nằm ở đâu. Thì bước đầu tiên thì các bạn có biết rồi, mở máy ra thôi. Thì những cái bước mở máy chi tiết thì mình cũng hướng dẫn nhiều rồi. À, cả nam cả nữ đều mở được. Đối với những bạn nói là không cần tua nhanh, để mình sẽ để luôn cả video quay chậm quay nhanh luôn, không cần quay nhanh, mình sẽ để nguyên cái video đó cho các bạn nó xem. Quá cái mặt thải này. Đó, bạn nào mua máy bụi thì tranh thủ đăng ký mua luôn nhé. Đây là từ mình chạy xong và mình xử lý, các bạn nhìn này, chạy số lượng rất là nhiều nhưng mà nó rất còn rất là đẹp, không có cái hiện tượng lem mực và lem từ xuống dưới luôn nè, các bạn nhìn ha, quan sát ha, không có hiện tượng lem mực và lem từ xuống dưới luôn. Đối với một cái máy mà chạy số lượng nhiều mà các bạn nhìn như thế này rồi, các bạn rất là ghiền nè. Đây là hộp từ là mình đã xử lý xong nè, mình có hướng dẫn nhiều video rồi. Nhưng mà đối với những cái bọn mà đang sử dụng mực của mình mới chỉnh được nhé. Còn đối với những bạn mà sử dụng mực khác thì các bạn chỉnh nó sẽ nó có cái hệ số khác, bạn nên đừng lần nha. Đó, thì mình sẽ mở ra. Nguyên nhân nó nằm trong cái cụm drum đây.
bạn nhìn này, đối với một cái máy mà đã chạy số lượng nhiều mà các bạn nhìn này, mực đồ vương vãi rất là ít, rất là đẹp, ok luôn đó. Chạy không xí gọi là bụi mực bụi đồ nhiều luôn này đó. Nó chỉ có một ít mực bay lây và bám vào trong cái thanh đèn led này, đèn số này. Khi mà trường hợp chúng ta bị đen hay những cái đầu vạch tờ giấy á, thì các bạn bị cái đèn số nó bị che lại, bụi mực nó bay lên nó che lại, thì bạn bị sinh thôi đó. Đó là những cái vạch đen xuất hiện trên con giấy của chúng ta đó. Đây là nguyên nhân này, này. Có nghĩa là mực nó bị ra vào phía dưới một ít này đó, các bạn thấy không, nó ra có nghĩa là do thứ nhất cũng có nguyên nhân là do cái lá lúa của mình này, do cái lá lúa của mình nó đến tuổi rồi, nó bị cam vào phía trong thì mực nó có hiện tượng là nó tròn và nó rớt xuống dưới, thì sau khi nó rớt xuống dưới nó lại che cái con mác ra chỗ đây đó. Đây là cái lỗi XC350 là do cái con mác này, thì mực nó ra vào nó làm mờ cái con mác này đi, thì nó dẫn đến cái hiện tượng nó báo lỗi XC350 thì đó. Thì các bạn chỉ cần tháo hết drum ra và chúng ta vệ sinh sạch sẽ cái bụi mực, và nếu như bạn có lá lúa thì bạn nên lọc lá lúa cũ ra, vì cái lá lúa nó quá cũ rồi thì hoặc nó bị rách cho nó bị ra mực vỡ xuống phía dưới này, dẫn đến máy đoan chạy thì bỗng nhiên bị reset đó, đoan chạy thôi báo lỗi reset luôn và ngắt tất cả các lệnh. Thì đây là cái nguyên nhân XC350 reset trên drum. Con này là có điện áp đầu ra là ra về không đó, thì nó dẫn đến hiện tượng báo lỗi, thì đó là cái nguyên nhân. Thì chúng ta chỉ cần dùng máy hút bụi vệ sinh sạch sẽ. Thì bạn nào mà chưa mua máy hút bụi thì nên mua một cái máy hút bụi, để nói chung là nó rất là tiện lợi cho các bạn. Khi các bạn vệ sinh máy móc và xử lý những cái lỗi cơ bản thì có cái máy hút bụi nó rất là tốt đó. Thì mình chỉ cần tiến hành hút bụi vệ sinh sạch sẽ xong đó mình lắp vào mình chạy tới chiều, mà nếu như không báo lỗi lại và chạy ok thì sau đó ngày hôm sau sẽ có video cho các bạn. Vì nếu như mà không được nữa thì mình sẽ không đăng video lên và mình sẽ xử lý một cái lỗi khác để cho các bạn. Bởi vì mình đã đăng video lên thì chắc chắn cái lỗi đó nó đã xử lý xong và chạy rất ok đó. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh, cũng như nhớ cho mình một lượt subscribe, like đó. Hôm sau mình sẽ hướng dẫn tiếp những cái video mới cho tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau. Đó, có gì các bạn cứ bình luận bên dưới, mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về tất cả những cái dòng máy Rico và Toshiba đó, rất nhiều. Thì bạn nào cần thì cứ IP, thì mình đã bắt đầu trở lại với những video mới rồi nhé. Thì hôm rày là công việc nó hơi bận rộn quá, mình không ra video nhiều, thì sau này mình bắt đầu sẽ ra lại video mới cho các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những clip mới nhé.